Gây cho em lũ, anh là gù cho em lấy. Hãy để con trai bà bát bánh 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 mì. Mình là Phúc Du. Lý do mình đặt tên là Yêu Anh Đi Mẹ Anh Bán Bánh Mì vì mẹ mình bán bánh mì. Mình muốn viết bài hát về việc đấy. Một đế chế đã được bắt đầu khi mình 3 tuổi. Trước đấy thì nhà mình bán bún riêu. Sau đấy mình cũng không biết lý do là tại sao, nhưng mà mọi người có vẻ cảm giác là bánh mì là một lựa chọn tốt hơn. Mẹ mình đã bán bánh mì từ đó đến bây giờ. Bây giờ cái đế chế đấy đã mở rộng ra thêm, có thêm những món như là xôi, hay là chúng ta có thêm những vị bánh mì mới như là gà xé bơ các thứ. Mọi người nếu như mà ai biết thì có thể ghé qua ủng hộ mẹ mình. Thực sự thì cái thời điểm đấy gia đình mình và mẹ mình là rất là cố gắng để mà thực sự là nuôi một cái đứa con hơi bướng bỉnh, hơi ngỗ nghịch, hơi khó nuôi như mình. Mẹ mình làm rất là nhiều nghề, mẹ mình bán bánh mì nhưng mà thực ra đấy chỉ là bán buổi sáng thôi. Mình cũng nói rất nhiều lần là tại sao mẹ không đi bán ở những cái chỗ kiểu trường học các thứ cho nó đông và nó đỡ mất công. Đây mẹ mình cứ bán ở nhà trong một cái ngõ. Thì tại vì là mẹ mình muốn ở nhà với mình nhiều hơn và cũng như là nấu cơm cho mình buổi trưa, thế là mình chỉ bán buổi sáng thôi, sau đó chiều tối sẽ làm việc khác. Mẹ mình làm rất là nhiều cái công việc khác. Mẹ mình đã từng làm cả một cái là làm bartender luôn. Đấy là một cái kỷ niệm mình rất là nhớ. Rất may là hình như theo như mình nhớ là không có quá nhiều lần ế đâu. Mẹ mình căn khá là chuẩn. Nên là bình thường nếu mà kể cả không ế thì mình vẫn hỗ trợ tiêu diệt hộ bánh mì nhá. Ấy chứng tỏ là người xem câu hỏi này là phải bị trừ lương. Bởi vì là trong MV có hình ảnh các ổ bánh mì qua các hình vẽ rất là nhiều ở đằng sau. Cơ mà thực sự thì mình hiểu cái góc nhìn của mọi người khi mà nói đến cái việc là tại sao chiếc MV này không phải là hình ảnh của những cái xe bánh mì hay là hình ảnh của một câu chuyện như là các cái MV gần đây của ông Phúc Du này, đứa nào làm em buồn như là Repair Your Conway đều có những câu chuyện. Bởi vì là mình đã có những chiếc MV câu chuyện như vậy và cũng như là một lần này mình muốn thể hiện đến một cái yếu tố ở trong bài hát là bài hát nó đã rất tình cảm rồi. Bài hát nó đã có tính câu chuyện trong bài hát rồi và mình muốn thể hiện ở cái MV là tập trung nhiều hơn vào cái tính cái người con trai mà cái ổ bánh mì này đã tạo ra, đã nuôi lớn, mà người mẹ đã đưa mình trở thành một cái con người, một chàng trai như này. Và đấy là cái mình muốn làm cái trọng tâm ở trong cái MV bài hát đấy, để cho cả bài hát và MV khi nó tổng lại thì ok, một bên là câu chuyện, một bên là hình ảnh của cái thành phẩm của câu chuyện này. Yeah, kiểu vậy. Trong cái thời gian viết đấy thì nó trôi qua như một cái chớp mắt vậy. Mọi thứ nó rất là dễ dàng, nó không có cái sự quá là trắc trở. Trong vòng mình nhớ chắc chỉ khoảng 1 đến 2 tuần. Thì mình có một cái mình rất là nhớ trong cái thời điểm mình viết cái bài này là khi mình viết được nửa bài thì nó vẫn chưa có cái gì gọi là quá là ấn tượng ở trong những cái bản demo đầu tiên. Nhưng mà khi mình viết đến verse thứ hai, mình viết đến cái câu mà nghề của mẹ em là ba chấm, mẹ luôn bảo anh để làm nội trợ. Thực sự Phúc Du là một người mình chưa bao giờ là có viết về những cái thứ gì gọi là quá là khác hay là xa hoa cả. Vì thực sự mình cũng chỉ có thể viết về cuộc sống của mình, những cái thứ diễn ra xung quanh mình, những cái mà mình được chứng kiến, những cái mà mình được biết, và mình thậm chí là những cái đồ vật thường ngày của mình. Vì không biết có cách nào để mình tiếp cận với âm nhạc mà để khiến mình thú vị, mà cũng khiến cho khán giả của mình cảm thấy thú vị nếu như không phải là những thứ mà mình thực sự biết. Bài hát mất thời gian nhất là Đứa Nào Làm Em Buồn, và bài hát thích nhất là Bánh Mì. Đứa Nào Làm Em Buồn viết mất 1 tháng. Bánh Mì thì mình thích, thì chắc là lý do là về cá nhân mình thì mình cảm giác nó là cái tâm sự mà mình để rất là lâu. Laria, đấy là một producer mà mình cũng không biết có nên gọi là underground không. Thực sự Laria là một người có một cái, nếu như bạn nào chưa biết thì Laria có làm những sản phẩm với anh Phan, với Minh Lai, với Under The Hood. Có một cái màu sắc rất là riêng, và khi mình nghe được thì cái năng lượng mạnh ở trong cái bản phối hay là những cái set nhạc của Laria nó làm mình rất là thấy phấn khích, và mình nghĩ đến một cái cơ hội là nếu như có dịp thì anh em làm. Vậy thì chắc là mình sẽ muốn hợp tác với Stormzy. Đấy là một người mình cũng cảm giác là có những cái điểm rất là tương đồng với mình, cân bằng được giữa những cái âm nhạc mà nó vừa mang tính câu chuyện đời sống lẫn cả cái tính nghệ thuật và cái tính kiểu đường phố underground đấy. Có khá là nhiều câu đấy. Nếu như mà một câu thôi, gây cho em lú, anh là gu cho em lấy. Như các bạn đã biết thì mình là một thợ lặn, lặn rất là lâu. Lặn rất là sâu, vậy nên là mình cũng phải trồi lên cho mọi người biết là mình vẫn còn đang rất là nhiều cái năng lượng và rất là nhiều cái đam mê và còn rất là nhiều cái để đưa đến cho khán giả. Đấy là cái yếu tố đầu tiên. Nhưng mà yếu tố thứ hai nữa là thực sự thì mình cảm giác là đây là âm nhạc. Thứ nhất là phải là nhạc hay, và thứ hai nó phải là nhạc đúng với cái người nghệ sĩ đấy. Và cái việc mình thể hiện ra ngoài nó không hẳn là một cuộc thi,
nó không hẳn là một cái cuộc chạy đua. Thời điểm đấy nó sẽ thể hiện được cái câu chuyện người nghệ sĩ này, cái bài hát này được ra mắt và đến với khán giả và cho khán giả cảm xúc tốt nhất ở thời điểm đấy. Còn bọn mình sẽ không đặt cái việc là à ok, bây giờ bài hát này ra là phải ở cái thời điểm rất là trống và nó để nó được nhiều view nhất có thể, thì đấy không phải là cái tâm lý của mình. Nhiều view đương nhiên là tốt, nhưng mà đấy không phải là cái ưu tiên đầu tiên. Theo như mình nghĩ thì nhạc TikTok nó không phải là nhạc mà mình có thể làm theo cái định hướng là tôi sẽ làm nhạc TikTok. Tôi đặt bút xuống và tôi ngồi tôi bảo là trong vòng một tuần này tôi sẽ làm 10 bài nhạc TikTok và tôi đăng lên TikTok. Mình không nghĩ là nó hoạt động như vậy. Nó sẽ bởi vì người ta nghe nhạc trên TikTok, mình cảm giác nó là một cái nghe rất là bản năng. Người ta đôi khi còn không biết người nghệ sĩ đấy là ai, người ta cũng chả biết tên bài hát là gì. Thì mình nghĩ là quan trọng nhất là làm nhạc hay và nhạc nó có thông điệp đến từ cái thật của người nghệ sĩ, thì cái người ở bên kia cái màn hình họ sẽ cảm nhận được, và đấy là nhạc TikTok. Muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các khán giả của NCT, những người đã ủng hộ mình, những người đã ủng hộ Phúc Du. Mình rất là mong mọi người sẽ dành nhiều tình cảm, nhiều sự support và stream EP của mình Yêu Anh Đi Mẹ Anh Bán Bánh Mì trên nền tảng NCT trong thời gian tới nhé.